Cô Lâm xin chào cô chú. Hôm nay thì con xin giới thiệu cô chú một số giò kim điệp xuân. Là một hoa đó chú. Hoa này có hương thơm, thơm rất là nhiều luôn, rất là ngọt. Và cây bên con thì đều đang nụ hết chú. Hoa rất là đẹp. Bên đây con xin giới thiệu một số hình cây của nó. Và cô chú có thể so sánh cái con bông nó với cái bàn tay của con này. Rất là thơm luôn, thơm rất là nhiều. Đây là giò mã số 1 của chú. Rất là nhiều vòi hoa luôn. 3, 5, 7. Nó khoảng trên 10 vòi. Nó về mầm con thì nó lên rất là nhiều. Đây là mầm con. Vừa nụ lên vừa mầm con luôn chú. Đây có một số mầm nè. Đây mầm con lên. Và giò mã số 1 thì giá tiền của nó là 800. Rất là nhiều thân của chú. Và nụ rất là nhiều luôn. 800.000. Và số 1. Giờ mã số 1 này. 800. Nếu mà đóng đi từ ngoài Bắc thì ship sẽ hơi cao một tí nha cô chú. Tại cái giò này nó to đó. Mã số 1 800. Cộng rất là mập luôn. Hoa này có hương thơm rất là nhiều, rất là ngọt nha cô chú. Và mã số 2, giá của giò này là 400. Rất là nhiều vòi khác nhau. 400.000 mã số 2. Mã số 3. Giá là 350 của chú, mã số 3. Rất là nhiều vòi hoa đang ra nè. Hai vòi luôn. Thân rất là mập nha chú. 350.000 giờ mã số 3. Kim điệp xuân. Hoa rất là thơm, thơm dịu. Tiếp theo đây là mã số 4 của chú. 500.000. Hai vòi nè, bên đây 4 vòi luôn. Đây được 1 vòi, đây được 3 vòi. Mã số 4, 500 của chú. Rất là nhiều mầm lên nè. 500.000, mã số 4. Số 6 giá là 350 thôi chú. Ba trăm rưỡi. Giờ mã số 5. Hoa của chú. Giờ mã số 6, 350.000. Rất là nhiều thân của chú. Cộng rất là mập luôn. 350.000 giờ mã số 6. Mã số 7 giá là 350 thôi chứ. Thôi rất là mập rồi. 350 giờ mã số 7.
350 nghìn mã số 7. Mã số 8 giá là 400 cô chú. Một giò có rất là nhiều thân. 400 nghìn mã số 8, cộng rất là mập luôn. Kim điệp sưng. Đây là hàng rừng nha cô chú. 400 nghìn mã số 8. Đây là mã số 9. Giá là 300 cô chú. 300 nghìn mã số 9, rất là nhiều vòi luôn. Ba trăm nghìn giờ mã số 9. Đây là giờ mã số 10. 300. Giờ mã số 10. Mã số 12 đều đang nụ nha cô chú, cộng rất là mập luôn, nó không mập hơn con nữa. Giờ mã số 12 giá của nó là 250 cô chú. Cái này thì nó rẻ nhưng mà tiền ship đi sẽ hơi cao một tí, tại thùng này nó cũng hơi to. 250 nghìn. Giờ mã số 12 khoảng 30 xăng. 250 nghìn. Đây là giò mã số 11 của chú. Ba trăm rưỡi mã số 11. Giờ mã số 13 giá là 250 cô chú. 5 thân đang nụ, 6 thân nụ luôn. 250 nghìn mã số 13. Nụ là tết thôi nha cô chú. Mã số 13 250. Là mã số 14 giá là 250 luôn. Mã số 14 250 nghìn. Số 15 250. 5 vào hoa luôn. Mã số 15 250 nghìn. Mã số 16 thì cũng rất là nhiều vào hoa cô chú. 2, 4, nó khoảng 6 vào hoa. Cộng rất là mập. Mã số 16 250 nghìn. Đây là mã số 17 250 luôn. Đây là mã số 18. Mấy mắt này nó đang sưng ra rồi. Nó đang sưng mắt ra đó. Mã số 18 250 nghìn. Đây là mã số 19, mã số cuối cùng. Giá bây giờ này là 180 nghìn của chú. Mã số cuối cùng, mã số 19. Mã số điện thoại của con là 0908 846 404. Địa chỉ Vườn Lá, phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Rồi, qua lâu mình xin chào cô chú. Hương rất là thơm nha cô chú.